Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hồ Xe Buýt. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng với chúng mình tìm hiểu xem ngày hôm nay có những thông tin gì mới nhất nhé. Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch bị khui chuyện hẹn hò với đàn em kém tuổi Ngụy Đại Huân, nhưng cả hai nhất quyết không chịu thừa nhận dù có bị bắt gặp vào khách sạn hay cùng ăn kem hết sức ngọt ngào. Tuy nhiên mới đây, một blogger cho biết người mà Dương Mịch đang hẹn hò thực chất không phải là Ngụy Đại Huân. Theo như tiết lộ của blogger, thì người đàn ông này từng cùng Dương Mịch hợp tác trước đây, cho nữ diễn viên rất nhiều lời khuyên và còn giúp cô trong sự nghiệp. Nhiều netizen sau khi phân tích đã nghĩ ngay đến Vu Chính. Ngoài sự kiện trên, blogger còn tiết lộ thêm, lần trước bị khui ra chuyện vào cùng một khách sạn, video đó rõ ràng là bị cắt ghép, vốn dĩ là không cùng một địa điểm. Bạn trai nhỏ từng nhiều lần ép buộc Lưu Lượng Hoa Cung nhưng bị từ chối cho danh phận. Biết mình không có hy vọng gì nên bạn trai nhỏ đã ở bên người mà bố mẹ anh ta sắp đặt cho. Còn nhớ vụ ăn kem không? Thật ra lúc đó nửa kia của Lưu Lượng Hoa đang ở bên trong đợi cô ấy, bạn trai nhỏ chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Dương Mịch và Vu Chính quen biết từ nhiều năm trước. Người đẹp sinh năm 1986 cũng thành danh nhờ bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc của anh. Dù đã 10 năm trôi qua, nhưng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Vu Chính vẫn khá tốt đẹp, thậm chí hai người còn tiếp tục hợp tác trong bộ phim mới. Với tin đồn này, netizen tỏ ra khá nghi ngờ, tuy nhiên họ vẫn đợi người trong cuộc lên tiếng, nhất là một người thích thị phi như Vu Chính. Sau nhiều tháng làm việc liên tục, ekip sản xuất phim cổ trang Cửu Châu Học Châu Phu Nhân đã thông báo thông tin đóng máy, hoàn tất toàn bộ cảnh quay. Cả đoàn phim gần 100 người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm và chúc cho quá trình xử lý hậu kỳ lẫn phát sóng của Học Châu Phu Nhân được thuận lợi. Học Châu Phu Nhân là dự án đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch với địa phận cổ trang sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Phù Gia Hoàng Hậu. Trong những ngày quay cuối cùng, Dương Mịch lộ tạo hình mặc trang phục phi tần đi trong hoàng cung với dáng vẻ khá sang chảnh. Nữ diễn viên búi tóc cao, phục sức được khoác lên người cũng là dành cho phụ nữ đứng tuổi. Nhiều khán giả đoán rằng đây có thể là giai đoạn nhân vật Diệp Hải Thị của Dương Mịch đã trở thành Thái Hậu, bởi cả màu sắc trang phục lẫn cách búi tóc đều toát lên sự quyền lực, uy nghiêm nhưng cũng đầy thâm trầm và trải nghiệm. Trong phim, Dương Mịch đóng vai Diệp Hải Thị, cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng chẳng may vướng họa diệt môn. Về sau, Hải Thị được Thái giám Tổng quản Nội vụ là Phương Trư do Trần Vĩ Đình đóng thu nhận. Theo nguyên tắc tiểu thuyết, Phương Trư và Diệp Hải Thị đã đối đãi với nhau như cha nuôi, con cái nuôi. Tiếp đến, Phương Trư giao cho Hải Thị nhiệm vụ bảo vệ Hoàng đế Đế Húc do Từ Khai Sinh đóng. Trong quá trình tiếp xúc, Đế Húc đã nảy sinh tình cảm với Diệp Hải Thị, tiếc rằng Hải Thị lại yêu cha nuôi Phương Trư. Mới đây có thông tin cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ ký hợp đồng với một mỹ nhân mới, dự kiến sẽ là người kế nhiệm Địch Lệ Nhiệt Ba trong tương lai. Trong một năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng phải không ít tin đồn sắp rời khỏi gia hành bởi cô có khá nhiều bất mãn đối với công ty. Có thể nói ở gia hành hiện nay, ngoài Dương Mịch thì Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao nổi tiếng nhất, kiếm được cho công ty không ít tiền. Tuy nhiên, những bộ phim mà gia hành cho Địch Lệ Nhiệt Ba lại không thể giúp sự nghiệp của cô phát triển. Có lẽ đó là lý do khiến nàng mỹ nữ Tân Cương khả năng cao sẽ rời công ty này. Gần đây, Dương Mịch đã ký hợp đồng với Hoàng Dương Điềm Điềm, một ngôi sao nhí thế hệ 2000 và được kỳ vọng sẽ là người kế nhiệm Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngôi sao trẻ sinh năm 2007 và tham gia đóng phim khi mới 10 tuổi. Hoàng Dương Điềm Điềm từng gây chú ý khi đóng vai Sở Kiều tuổi nhỏ trong bộ phim Sở Kiều Truyện do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Cô bé cũng đóng vai thiếu niên của nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Châu Tấn trong Như Ý Chuyện, Thang Duy trong Đại Minh Phong Hoa, Dương Mịch trong Chúc Mộng Tình Duyên và cả Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lệ Cơ Chuyện. Dù mới chỉ 13 tuổi nhưng nhan sắc của Hoàng Dương Điềm Điềm đã rất nổi bật, chiều cao ấn tượng cũng diễn xuất tự nhiên. Nếu có được sự lăng xê đến từ Dương Mịch và gia hành thì tương lai của Hoàng Dương Điềm Điềm sẽ mở rộng hơn, có lẽ sẽ thật sự trở thành một Địch Lệ Nhiệt Ba thứ hai. Hiện tại những người yêu mến cô gái Hoàng Dương Điềm Điềm đều chờ đợi sự bứt phá của cô bé trong sự nghiệp, trở thành cái tên hàng đầu trong thế hệ mới của showbiz Hoa ngữ. Chúng mình là Hồ Xe Buýt, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh và đừng quên nhấn nút biểu tượng cái chuông nhỏ bên dưới góc màn hình để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đồ mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!